Thưa quý vị, sau thời gian dài nỗ lực, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của Đà Nẵng đã và đang chuyển biến ngày một tích cực hơn với nhiều sản phẩm phong phú đa dạng, có giá trị kinh tế và thương hiệu. Đây cũng là thời điểm chín mùi để các doanh nghiệp cũng như chủ thể OCOP hướng đến câu chuyện xuất khẩu. Là một trong hai chủ thể có sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt 4 sao ngay từ lần đầu tham gia, tiềm năng xuất khẩu từ dòng sản phẩm yến sào của công ty trách nhiệm hữu hạn yến sào Tiên Sa Đà Nẵng là rất lớn. Đặc biệt vào cuối năm 2022 vừa qua, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đạt được thỏa thuận xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm yến sào của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp của Đà Nẵng. Để mà đảm bảo được những cái tiêu chí của bên phía đối tác nước ngoài thì là ngoài cái công ty yến sào Tiên Sa là phải kết nối với những công ty yến sào trên cả nước và thành lập một hợp tác xã nhà yến để làm trích dẫn địa lý, chi xuất nguồn gốc cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi đạt những cái tiêu chí đó, đạt được những cái số lượng yêu cầu của đối tác thì chúng ta mới đủ điều kiện để mà xuất khẩu. Còn đối với sản phẩm bánh dừa nướng Top Coco của Mỹ Phương Food, đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu đã được doanh nghiệp thực hiện từ năm 2022. Hiện nay dòng sản phẩm này đã có mặt tại rất nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Cùng với việc là sản phẩm OCOP đầu tiên của Đà Nẵng có tiềm năng đạt 5 sao, sẽ tạo tiền đề quan trọng để Mỹ Phương Food tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu thời gian đến. Với mỗi thị trường, với mỗi khách hàng thì mình luôn phải là có sự thay đổi cho thích ứng phù hợp. Ví dụ sắp tới cái thị trường Hala của Ấn Độ mình cũng đang muốn nhắm tới, nhưng mà cái chứng nhận về Hala với doanh nghiệp bây giờ mà làm để thì nó khá tốn kém. Nên mình cũng đang trên đường tìm kiếm khi nào có chính thức khách hàng thì mình sẽ làm Hala. Có nghĩa là với mỗi thị trường nó sẽ có một cái riêng, nhưng với doanh nghiệp thì luôn linh hoạt để xử lý với những cái riêng đó ứng biến được. Đồng hành cùng các doanh nghiệp OCOP trên lộ trình xuất khẩu, Sở Công Thương thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể từ việc đổi mới, nâng cấp thương hiệu, bao bì, nhãn mác cho đến việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế. Sở Công Thương cùng với các sở ban ngành địa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trong chương trình xúc tiến thương mại của thành phố, hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động kết nối giao thương, kết nối cung cầu, tham gia các hội chợ triển lãm tại thành phố Đà Nẵng, cũng như là các tỉnh trong nước và nước ngoài để tìm kiếm phát triển thị trường và thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Khác với thị trường trong nước, các dòng sản phẩm đặc trưng của mỗi quốc gia khi tham gia thị trường quốc tế sẽ được nhìn nhận và đánh giá khắt khe hơn. Vì vậy, việc xuất khẩu vừa mang đến cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp OCOP Đà Nẵng. Huy động các nguồn lực để đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của mình sẽ là những sự chuẩn bị cần thiết để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian đến.